tiệp mời trên bàn. Thời gian đi tìm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngọt đêm mốc rừng tới hoang mang, rồi ngày cứ rộn ràng khắp vùng. Ai đâu cho nơi tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng. Mà lòng cay cay cay, đời em đã là vô người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tuổi thanh niên hòa ca. Với ba đứa em lắc lư theo, anh là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà xa, tình yêu ấy nay xa càng xa. Buồn thay la 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 la. Đời em đã là vô người ta. Chị bảo anh ơi, sao lại chị lại bỏ cô em gái còn đang ế để đi lấy chồng vậy chị bảo anh? Quá quá quá, chị lồng cho em cái tiếng quạ kêu bay qua nha. Cũng gửi lời cảm ơn đến Jin Jin và Tikit đã cho chị một cái đám rất là vui ở trên sân khấu. Không có quá là chú tâm vào cái việc là thắng thua cái bài sau cái captain đó. Nếu đã được mời đến dự tiệc cưới rồi thì làm ơn đi bao thư bằng cái khăn đi ạ. À, ai yêu thích tiết mục này mời vô. Khăn màu vàng cho Chim Bảo Anh. Okay, em muốn biết ý tưởng này đến từ ai ạ? À? Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Phạm Thành, aka Tikit ạ, đến từ Đà Nẵng ạ. Blue Crew. Chị Bảo Anh có chia sẻ với em rằng là chị không biết khi nào sẽ cưới chồng cả. Thế nên là chị muốn tổ chức một đám cưới trên sàn đấu của Street Dance Việt Nam. Tiêu chí của chú rể là gì ạ? Là... Thật ra trước khi chia sẻ tiêu chí chú rể thì mình chia sẻ trước là tính tới thời điểm này là có hai cái đám cưới trong đời. Một cái đám cưới là ở trong phim Bảy Ngọt Ngào. Và cái đám cưới thứ hai là đám cưới ở Street Dance. Và đám cưới này chắc có lẽ là đám cưới vui nhất của Bảo Anh. Nên là cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn tiêu chí của chú rể thì chọn đi chọn lại, chọn tới chọn lui, bốc qua bốc lại, bốc xuôi bốc ngược, cuối cùng bốc trúng anh CK. Đấy, lúc đầu mình nghĩ rằng là hiệp chất Sonic Boom sẽ là chú rể. Lúc được chọn chú rể thì mình cũng ừ thì chọn thì làm thôi, mấy khi được làm chú rể của Bảo Anh đâu, nên chọn cái là mình phải nhận luôn. Nhưng mà tới cuối cùng thì lại chọn anh CK, bởi vì chúng ta đang muốn có một đám cưới vui nhộn mà mọi người. Ai vui hơn và hài hước hơn anh CK của team Bảo Anh nữa? CK nghĩ như thế nào nếu em có một cô vợ xinh như Bảo Anh? À... Ok ạ, thực ra thì mọi người cứ bình tĩnh được không ạ? Thực ra thì trước khi chọn em là chú rể thì Bảo Anh cũng phải nhìn rất là kỹ rồi. Người nào mà cũng phải đẹp trai. Em rất là hạnh phúc và rất là vui vì Bảo Anh đã chọn em làm chú rể. Anh có hỏi em là nghĩ thế nào khi mà có vợ đẹp như thế này đúng không ạ? Bảo Anh. Dạ, thực ra thì em cũng có một cô vợ rất đẹp rồi ạ. À, có vợ rồi ạ. Còn nếu như mà Bảo Anh đẹp thì chắc là số 2 thôi. Đúng định mệnh các bạn nha. Đúng là người làm chồng của khác có tư cách dễ sợ. Thiệt là giống anh. Ok. Em rất thích tinh thần của đội chị Bảo Anh ngày hôm nay ạ. Rất là tuyệt vời. Với những nhân tố trong đội của chị Bảo Anh, vừa có chuyên môn cao, kỹ thuật tốt, và lại bỏ thêm những cái tình tiết vô cùng hài hước vào trong bài dựng của mình nữa, thì đây là một cái bài mà em rất là yêu thích ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất là vui. Vừa qua mấy cái vòng trước ấy, rồi quá căng thẳng mà mọi người mang được một cái màu rất là vui cho tất cả chúng mình. Và thật sự là từ đầu đến cuối Hiếu chỉ cười thôi. Và Hiếu rất là respect cái điều mà CK nói, thật sự.
đáng yêu kinh khủng khiếp. Và Hiếu nghĩ là vợ của CK là cô gái hạnh phúc nhất đêm nay ạ. Một tràng pháo tay nữa cho team Bảo Anh. Đây chính là những đường phố tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Hey, đây chính là những đường phố tăng tốc tiến lên.